Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc chế biến và tiêu thụ nông sản tại chỗ cho nông dân, mà hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp chế biến đã nâng tầm thương hiệu và cũng như là khẳng định được chỗ đứng của nông sản Lâm Đồng trên thị trường thế giới thông qua những đơn hàng xuất khẩu cùng với nhiều đối tác quan trọng. Đó cũng chính là hướng phát triển bền vững mà nhiều doanh nghiệp Lâm Đồng trong lĩnh vực này đang hướng đến. Đơn cử là doanh nghiệp chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên. Vâng, và ngay sau đây, Minh Thư xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự nỗ lực vươn xa của một doanh nghiệp. Sau nhiều nỗ lực, 14 dòng sản phẩm xuất tươi và chế biến khô từ nông sản Lâm Đồng của công ty cổ phần chế biến Đà Lạt Tự Nhiên, đơn vị chế biến rau củ quả trên địa bàn huyện Đức Trọng, đã có vị thế vững chắc ở thị trường Đông Nam Á và đang tiếp tục tiến đến thị trường châu Âu. Công nghệ chiên chân không chính là bí quyết để doanh nghiệp này về đích trong cuộc đua với nhiều thương hiệu đã được gây dựng lâu năm trên thị trường ở sản phẩm sấy khô. Đây cũng là kết quả của những tìm tòi sáng tạo. Mình chọn một đường mình đi, tức là chọn những cái dòng sản phẩm khó, chọn những dòng sản phẩm đòi hỏi công nghệ cao, rồi hướng tới cái mục đích của cái người tiêu dùng cho an toàn, tức là không sử dụng chất bảo quản hoặc một số những cái hóa chất này cái nọ trong cái thành phần của sản phẩm. Thì ban đầu nó hết sức khó về vấn đề công nghệ, nhưng mà khi mình vượt qua được cái ấy là nghiên cứu xong công nghệ thì nó sẽ hướng tới mục tiêu là giành được thị phần trên thị trường. Nếu như sản lượng của đơn vị năm 2014 là 160 tấn, doanh thu 32 tỷ đồng, thì mục tiêu đặt ra trong năm 2015 về sản lượng là 600 tấn, với doanh thu 60 tỷ đồng. Trong đó, riêng quý thứ nhất của năm 2015, sản lượng của công ty cổ phần chế biến Đà Lạt Tự Nhiên đã đạt trên 350 tấn, với doanh thu gần 13,5 tỷ đồng. Vấn đề ổn định chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng cho mỗi loại sản phẩm, tập trung vào những mặt hàng giá trị cao vẫn tiếp tục là hướng đi chính của công ty trong thời gian tới. Mình nâng cao cái chất lượng thì thông qua là đào tạo thêm nguồn nhân lực có chuyên môn sâu để kiểm tra các dây chuyền sản xuất, rồi các máy móc hiện đại để kiểm tra được các khâu trong dây chuyền. Số lượng đặt hàng năm nay thì nó gần như là có những sản phẩm là double, có những sản phẩm là gấp 3 lần. Đó thì một vấn đề chúng tôi đang trăn trở đó là gì? Tức là vấn đề là nó đột biến như thế thì là điều rất mừng. Nhưng mà vấn đề mình cũng phải tính toán lại vấn đề để làm sao giữ được chất lượng mà vẫn bảo đảm được cái công suất sản xuất cho nó cho khách hàng. Mạnh dạn với hướng đi mới, đủ lực để cạnh tranh với các dòng sản phẩm hiện có và khẳng định thương hiệu nông sản chế biến của Lâm Đồng trên thị trường thế giới đã khó. Nhưng làm gì để giữ được thị trường đã chiếm lĩnh một cách bền vững mới chính là thách thức cho những doanh nghiệp tiên phong như công ty cổ phần chế biến Đà Lạt.